Chúc con số trong tuần và hòa ái xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, 200 triệu đô la là mức dự kiến thăm hụt thương mại của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tương đương với 2,3% tổng giá trị xuất khẩu. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá trị hàng xuất khẩu tháng 4 giảm hơn 9% so với cùng kỳ tháng trước ở mức 8,6 tỷ đô la, khiến tổng giá trị hàng xuất khẩu của 4 tháng đầu năm ở mức 33,4 tỷ đô la. Tổng cục thống kê cũng cho biết lượng hàng xuất khẩu tháng 4 giảm sút là do hai yếu tố thị trường và giá cả. Lượng xuất khẩu giảm tập trung ở các mặt hàng như là điện tử, máy tính, cà phê, dệt may, hàng gỗ và các mặt hàng ở thủy sản. Về mặt thị trường, EU vẫn đứng đầu thị trường xuất khẩu với 5,7 tỷ đô la, tiếp đến là Hoa Kỳ đạt 5,6 tỷ đô la. Theo các nhà kinh tế thì lượng hàng nhập khẩu tháng 4 giảm sút sẽ dẫn đến tình hình sản xuất công nghiệp trong nước giảm thiểu trong những tháng tới. ngành y tế vẫn chưa tìm được phương thức để mà ngăn chặn căn bệnh lạ gây chết người ở Quảng Ngãi, trong lúc dân chúng ngày càng lo âu vì căn bệnh đã diễn ra trong một thời gian dài mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Kể từ khi căn bệnh viêm da lạ xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2011, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã trở thành địa phương tâm điểm của căn bệnh với 86 hộ gia đình, 166 trường hợp nhiễm bệnh và 19 người đã tử vong. Trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm thứ Hai 30 tháng 4, ông Phạm Văn Đết, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Ba Điền cho biết là người dân trong xã hiện rất hoang mang lo sợ, nhiều người rất muốn bỏ làng sớm ra đi để tránh bị nhiễm bệnh. Vì vậy, chính quyền địa phương đã tìm cách động viên trấn an người dân. Tuy nhiên, báo dân trí trích dẫn thống kê của huyện Ba Tơ cho biết đã có 9 hộ gia đình của xã Ba Điền phải bỏ làng đi nơi khác và 89 trên 165 học sinh bỏ học. Đó là chưa kể các trường hợp có hộ gia đình cả nhà bị bệnh và phải nhập viện toàn bộ, bỏ nhà trống. Được biết từ khi căn bệnh lạ bùng phát mạnh vào khoảng hơn một tháng qua, tại một số xã của huyện Ba Tơ, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã cử các đoàn chuyên gia về địa phương để kiểm tra tình hình thực tế nhằm xác định nguyên nhân bệnh. Tuy nhiên, cho đến lúc này các chuyên gia y tế Việt Nam vẫn chưa tìm ra được một kết luận chính xác nào về bệnh. Trong khi chờ kết quả xác định của các chuyên gia y tế, xã Ba Điền vẫn thực hiện phương pháp phun thuốc khử trùng và kêu gọi dọn dẹp vệ sinh làng xóm. Lãnh đạo địa phương cũng mong muốn trung ương sớm tìm ra được câu trả lời cho căn bệnh lạ để người dân có thể ổn định cuộc sống và chăm lo sản xuất. Việt Nam sẽ góp vào Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN cộng 3 14.000 tấn gạo. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh loan báo tin này sau khi ký văn kiện để Việt Nam tham gia vào dự án Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN cộng 3. Mục đích là cùng với các quốc gia bạn trong khu vực đáp ứng kịp thời trong trường hợp thiếu liên thực do thiên tai gây nên. Theo đề nghị đã được tán thành của Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp, các nước ASEAN đóng góp 787.000 tấn gạo. Nhật, Trung Quốc và Nam Hàn, mỗi nước đóng góp từ 150.000 đến 300.000 tấn. Tổng cục du lịch Việt Nam dự kiến sẽ đón khoảng 6 triệu 500.000 khách nước ngoài và khoảng 32 triệu khách nội địa, với số tiền thu về ước đạt 7,2 tỷ đô la, tương ứng với 150.000 tỷ đồng. Theo số liệu công bố, thì lượng khách đến Việt Nam tăng gần 25% trong quý 1 năm nay, khoảng 1 triệu 870.000 du khách. Du khách đến từ Nga tăng hơn 45%, tiếp đến là đến từ Hà Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia và Nhật Bản. Tổng cục du lịch cho biết là do có nhiều sự kiện văn hóa lớn diễn ra tại các tỉnh Trung Bắc Bộ trong dịp lễ Tết, cộng thêm là Festival Huế đã thu hút thêm nhiều du khách. Và cuối cùng, thưa quý vị, hai cán bộ trại giam ở tại tỉnh Khánh Hòa bị bắt giữ vì buộc tội đã đánh chết một phạm nhân trong tù. Nạn nhân là anh Dương Chí Dũng, 35 tuổi. Đã tử vong sau khi bị đánh bằng dùi cui. Có hai tù nhân khác và một cảnh sát bị thương phải vào bệnh viện sau khi xảy ra một vụ xô xát lớn giữa nhân viên quản giáo và nhóm phạm nhân không đồng ý đưa thi thể của anh Dũng ra khỏi trại giam. Theo ghi nhận của báo tuổi trẻ thì nguyên nhân gây ra vụ việc là do phạm nhân Dũng bị nhiễm HIV dương tính nhưng người này từ chối tiến hành các biện pháp điều trị y tế. Thời gian gần đây, báo chí trong nước thường xuyên đăng tải những vụ việc cảnh sát lạm dụng quyền lực và những cái chết không rõ lý do của phạm nhân. Những con số trong tuần và hòa ái xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình này lần sau.